nó dở nhất cái là đoạn là một cái chợ to như này mà lại không có đường mương thoát nước. Thế sau rồi thì đường mương thoát nước của cái chợ này nó chảy ở đâu? Đường bao thì xây kín xung quanh rồi, thế ngoái ra trận mưa thì làm nào? Trong khi đó còn điện đó nữa chứ. Trước mắt chưa về hoạt động chợ ấy, thì bây giờ là những khu dân cư mà nhà mình ở đây là bị ảnh hưởng ở gì? Đó, bị ảnh hưởng nước dâng lên, nước bẩn nó bao nhiêu? Nó không làm thoát nước. Dạ. Bây giờ thì cái lúc mà bảo là đưa nước máy về, dân tự làm. Cái lúc mà bảo đưa nước máy về ấy, thì các ông bảo là dân chúng tôi là dùng nước giếng khơi. Dạ. Thế bây giờ thì như thế này thì chúng tôi dùng nào nước giếng khơi nữa. Dạ. Nước máy thì không đưa về, còn dùng nước giếng khơi thì ô nhiễm. Dạ. Đây thì cháu bảo ô nhiễm. Đây là cái mương đây, cháu lên mương lên. Dạ.